chạy rồi. Heo ơi. Ai ăn miếng ơi. Ơ là khun chưa? Chạy thôi, anh ăn cái miếng nữa đi. Hello, chào mọi người. Này là bắt đầu là hai vợ chồng. Anh ăn thịt nướng ba chỉ cuốn kim chi nhá. Đây thịt nướng ba chỉ nướng này. Ba chỉ đâu thấy đoán là khúc nạc cứ mở chắc hai chỉ rồi. Cuốn kim chi. Đây này. Ngon nhất là dùng cái cải xanh này này. À, cái xanh này mà cuốn ăn cực kỳ ngon. Ôi, bật điểm nướng em nhé. Ngoài trời bây giờ lạnh lắm, quay ngoài trời nữa. Chạy ra ngoài trời quay vừa mưa vừa lạnh. Chui vào đây quay cái nán ít chanh vào này. Nhiều ngon. Ok. Cho một ít dầu ăn vào trước, không chạp nó cháy. Cái này ai ứng nướng bằng dầu hoặc là ứng ăn bí bơ thì nướng bí bơ cho mọi người. Nhà mình không hợp bơ. Bơ hắn khỏi. Mùa này chỉ có ăn đường với ăn lẩu là ngon thôi. Đây này. Bà chị bà bảo là bán cho mình ba chỉ là ba thịt mà đây một cục hai miếng thịt thôi, mấy cái này hai chỉ chứ chưa phải là ba chỉ đâu. Ba vậy à, một hai ba đi à, đó miếng được ba đến đi hai chỉ thôi này. Khoai. Cái này vừa làm màu chứ. Cái này gì? À, cái này bỏ ít dầu lên thành rán, khoai rán. Làm màu. À, này thì ăn này chứ cái này thì chỉ có làm màu chứ ăn cái này. Sao khoai ăn được ai? Đưa đến khi nào mới ăn được. Bỏ vô đi. Đường cái này chỉ có nó sướng hơn ở chỗ là ăn cuốn với kim chi ngon này, chứ thực ra mình cứ ăn cái lượng lượng than hơn. Đường sau một lần ăn đã thì ngon người. Còn cái này thì được cái là cuốn thì cái này cuốn kim chi cho nên mới ngon. Hấp dẫn nhỉ. Cho hỏng cái mặt vào cái ít da. Đó, trời ngu. Là đừng có khẩu nghiệp em ơi, khẩu nghiệp nghiệp quật chết rồi. Áo đôi đó pha lửa không nào đó. Ừ hay hà tí tháo nóng bắn em bắn anh nhé. Cái ăn cái này mà dưới cái mặt lên trên này, chứ mà mình mà dưới cái mặt xuống dưới này ấy. Đây dưới cái mặt xuống dưới này là nó độ bánh mặt cái mặt này, nó độ xe lại cái mặt của mình thôi nha. Nên là mình phải cho cái mặt mình lên đây này mình ăn. Ờ càng ngọt em hạm lửa, hạm lửa. Ôi chín rồi, ăn thôi. Ây da, à đọc quận này. Ăn thôi. Để ăn miếng. Ủa, chạy, đau quá. Nè, à, rồi, thì mình kim chi lên. Không, ăn kim chi nó nóng mũ, à nóng quá. Đã cái nó còn nóng. Thế đã. À chạy, nóng quá. Đây, Không lắm. Sao mọi người ăn nhìn tự nhiên mình ăn cuốn kiểu Việt Nam à. Đây, vừa mình cuốn theo cái kiểu này, con mình chơi theo cái kiểu giống như quần ném ăn cho nó đúng phong cách người Việt. Chấm những bữa xanh em chấm à, hai chưa được gia vị đâu. Ngon quá, đúng cái cải cải của thịt nướng thôi rồi. Em biết cuốn và cay hơn xà lách. Cái cay ngon. Mà nghe
chua. Quá ngon luôn. Cái môn mấy ngày nay cũng tâm bày lắm, bây giờ nhiệt môn, nhiệt miệng. Rạt ấy là rạt. Thế mà toàn ăn cái Hàn Quốc là họ bỏ cái tương của họ à. Ừ. Mình ăn rửa cái tương đấy. Thôi mình chơi cái kiểu, đợt bữa mình lấy mua cán về cuối cùng có ăn đâu. Quảng hết thuộc. Mình ăn không hợp, nhiều cái bên Hàn Quốc nhìn thì ngon nhưng mà ăn không hợp. Nè anh uống nó không nhẹ ạ? Hả? Không, anh không có muối đâu. Thì bỏ sạch tỉ rồi, no rồi. Ăn suy nhanh con. À, chấm cây. Ăn thảo. Chơi ăn đúng bà. À, ngồi đây. Hấp dẫn. Hấp dẫn. Người ta bảo là cải mà có xấu như thế này là cũng không được xấu. À, đây, cải hơn thôi. Nhưng nhiều chơi cái phong cách mới dùng cái chổi quẹt lên cái cải cho nó rạch cho như thế này. À, không cần quẹt hiếm chi nữa, quẹt chắc cải thôi. Người ta quẹt biến hang, người ta quẹt theo từng đùng ấy. Mình chờ quần như cái nén. À, ta-da. Cầm bữa đỏ này. Nóng quá. Ủa xanh quá hơn. Ngon. Ừ. Tuyệt vời. Can à? Làm miếng can. Ngọt. Nóng quá. Ồ, bỏng bố mẹ. Ít bữa mua chi bên nấu lẩu ăn đi. Đang ăn hôm đi mà lo ngày mai. Thì xuống bao giờ giàu được. Hôm ăn hôm đi nó bữa mai lắm giàu được. Em đi ăn cơm hàng, ăn hạt tạo, ăn hàng. Ăn hang là phải ăn chuột chứ. Người món chưa hấp dẫn chứ. Đừng cái này đừng bỏ gia vị chứ nhiều mà nữa. Thì bỏ sa tế thôi là ăn ngon rồi. Chứ đừng bỏ nhiều đắng hay sa tế đây, bỏ ngon me thôi. Chứ mình thấy là cứ ăn cháy cái thịt nó ngon. Đáng lẽ là không ăn thịt đường đâu. Mà đi quá thấy cái cải họ bán ngon quá ấy. Xong nảy ra cái ý tưởng về ăn thịt nướng quần trung trí đây. Vậy thì món này là vịt cải à? Ừ. Làm miếng kim chi này. Bỏ mà. Đấy. Thêm miếng dây chuột nữa. Ấy, trời ơi, quần ngại. À. Trời ơi, nóng. Nóng. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ôi, chạy cặp tay đó. Ú da. Mình ăn ở cái đầu của mình nó cao thế này. Mình ăn thế này. Thế sao mình thấy nhiều người bị bán người ta ăn như thế này. Đây, mình ăn như thế này. Thế là được nhỉ? Bao nhiêu cái nữa nó nóng, nó hắt đập vào mặt. Ô, thế thì có gì đâu nữa. Còn gì đâu nữa là mặt nhỉ, đúng không? Mình ăn như thế này. À. Mày hy sinh nhá. Thôi, mình hy sinh cái gì? Đúng không? Em thấy người ta ăn nhiều người ăn thế này. Em thấy cái đầu như thế này này. Ai, đấy, đúng không? Ồ, chạy rồi. Heo ơi. Ăn miếng ơi. Ơ là khun chưa? Chạy rồi, anh ăn cái miếng nữa đi. Em mà đấu thế em.
đúng em khốn thế. Ông trái này, anh ông trái này. Tại trái vừa phải thôi chứ. Tại đến thu lui nên thì ai mà ăn. Thôi tinh nghiệm về trong gần nắm nó thì anh ăn cho. Ai còn mọi người ơi. Đang bị nhiệt bông rạc quá. Bỏ khỏi. Kim chi ngon. Kim chi ăn muối mà ngon kìa. Anh muối gì ai? Em chỉ lắm đâu anh muối thế. Nóng. Mọi người ăn thì họ ăn bút bán hay là quay về lúc người ta nghiêm túc, người ta ngồi đàng hoàng, người ta ăn. Người ta ngồi nghiêm như thế này, người ta ăn được. Chịu, mình bỏ tay. Mình là bố thế này, quán thế này. Hãy quán thế này. Còn lại con người mình sức sống nó hơi bị vèo, mình thông cảm. Nên là nó không ngồi yên được một chỗ. Nó cứ lắc qua bên này hoặc là lắc qua bên kia. Nên mà cái thông cảm. Vừa em ăn nghiêm túc ngồi từ đâu đến cuối. Còn nay giờ em đổi bao nhiêu tư thế rồi. Lúc này giờ quên chậm lại cái là mật vị nhà rồi. Thôi ăn xong rồi mọi người, chào mọi người thôi, chào mọi người lên mà về à quý nên còn sau đây em xin sinh hạt một ba khi ăn nó nghe em để anh hạt không thôi bật loa lên hạt này thôi ăn nói xong nó thì có tăng hai đi hạt bây giờ trả lén cho hạt thôi nói mọi người về bye bye nha, chào nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha, bớt quá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra có em uốn eo ở đấy nha. Ăn thì ít mà uốn eo thì nhiều. Ok. Thôi, giọt bàn về. À quên, vô.